chỉ có 11 bàn thắng được ghi ở vòng 5 LS V-League 2020. Tuy nhiên, số lượng bàn thắng vừa phải ở vòng 5 không có nghĩa là chất lượng chuyên môn mà các đội bóng mang tới cho khán giả không đạt yêu cầu, khi mà cả 6 trên 7 trận đấu đều là những cuộc rượt đuổi kịch tính, hấp dẫn và chỉ duy nhất sân Hà Tĩnh không được chứng kiến pha lập công nào sau cuộc chạm trán giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng kết thúc với tỷ số không đều. Bên cạnh đó, những người làm công tác chuyên môn hẳn cũng sẽ hài lòng với những gì mình chứng kiến và thu được. Nhắc tới đây không thể bỏ qua huấn luyện viên Park Hang-seo, người thường xuyên tới sân trong mỗi vòng đấu vừa qua tại V-League với nhiệm vụ kiểm tra và đánh giá năng lực các học trò cũng như phát hiện thêm những nhân tố triển vọng cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nếu có những trận đấu ở vòng 5 vừa qua là một cuộc khảo sát nghiêm túc, chiến lược gia Hàn Quốc hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất khi một loạt cầu thủ nội tỏa sáng. Công Phượng đã đập tan những ý kiến chỉ trích với bàn thắng đầu tiên tại V-League 2020 sau một pha solo và dứt điểm chuẩn thương hiệu. Tiến Linh sau khi bị hụt chấn thương tiếp tục cho thấy bản năng sát thủ với một siêu phẩm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm. Với Dương Thanh Hào, một trong hai cầu thủ thăng Quảng Ninh nằm trong tầm ngắm của thầy Park, đã có một ngày làm việc hiệu quả khi phong tỏa và cắt đứt hoàn toàn sự liên lạc của bộ đôi ngoại binh Empande và Claudesi bên phía Hải Phòng. Nếu như Thanh Hào được coi là giải pháp hữu hiệu với những tổn thất ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam thời gian tới, thì trường hợp của thủ thành Nguyễn Văn Hoàng cũng có thể giúp huấn luyện viên Park Hang-seo giải quyết bài toán người gác đền. Hơn 90 phút tại hàng đẫy, Văn Hoàng đã biến mình thành người nghiện thật sự trước những chân sút cực phách của đội bóng áo tím như Nguyễn Văn Quyết, Papeoma hay Rimario. Thủ thành số 18 vẫn đứng vững và giúp mảnh lưới đội nhà an toàn sau hơn 90 phút chiến đấu tại hàng đẫy. Giữ trắng lưới ở trận đấu vừa qua, cựu thủ thành của U23 Việt Nam cũng nối dài mạch 5 trận trắng lưới kể từ đầu mùa, một con số rất ấn tượng. Với việc Đặng Văn Lâm đối diện nguy cơ vắng mặt ở AFF Cup 2020, Văn Hoàng khá sáng cửa, được nằm trong danh sách các thủ môn quy hoạch cho đội tuyển quốc gia. Đó còn chưa nói tới việc giữa Hoàng và thầy Park đã khá hiểu nhau. Nhắc tới chiến thắng bất ngờ của Sông Lam Nghệ An, không thể bỏ qua cái tên Đặng Văn Lắm, người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Cầu thủ sinh năm 1999 chưa cực kỳ chững chạc, có lối chơi và dáng dấp mang phong cách của Hồ Khắc Ngọc trước đây. Nếu giữ được đà phát triển, Đặng Văn Lắm sẽ là nhân tố đáng chờ đợi của U22 Việt Nam tại SEA Games 31. Những gương mặt khác như Nguyễn Văn Toàn hay Phan Văn Đức cũng giữ được sự ổn định khi đóng góp vào lối chơi chung của câu lạc bộ chủ quản, góp phần vào một vòng đấu thành công của các cầu thủ nội. Tất nhiên, không phải lúc nào một cầu thủ cũng có thể tỏa sáng ở nhiều vòng đấu liên tiếp. Song trước mắt, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự có thể yên tâm về chất lượng các cầu thủ nội tại V-League mùa này. Việc làm mới, thay đổi đội hình là điều gần như bắt buộc với các đội tuyển Việt Nam thời gian tới. Vì thế, những tín hiệu vui tại vòng 5 V-League 2020 sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy Park trong nhiệm vụ duy trì và nâng cao chất lượng chuyên môn của bóng đá Việt Nam. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.